che thở mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống ngon, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó, mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc, được làm con dâu của anh đó, còn hôm nay mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, biết nhau giữ cho con khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau giữ cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Kính thưa quý tộc, kính thưa quý ông, kính thưa quý bà, kính thưa bác chú cậu vợ dì dượng của cháu Trúc Ly, hôm nay vào ngày 20 tháng 1 năm 2016 nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Ất Mùi là ngày cháu Trúc Ly đại xuất gia, trân trọng kính mời ông bà na nữ chú ông và nghi lễ đại xuất gia gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là có phần thượng ưu thượng đăng bái đường, phần thứ hai là cho cháu lại họ, phần thứ ba là kính mời quý tộc đó luôn nhẹ nhàng tiệc nhà bánh thân hận ngon hòa nữ cô tổ chức trân trọng kính mời và nghi lễ thứ nhất trân trọng kính mời nữ cô và nữ cô thượng hương thái đường để cho cháu thái đường. Trân trọng kính mời cháu Trúc Ly, cháu dán màn để cho nhà tôi quay phim về nhập ảnh. Cười, bước ra đi cưng, đi từ từ ra bàn giữa cúi đầu, cúi đầu thẳng ra ngoài cái. Con đứng thẳng đi cưng. Giờ cháu xã phan, bây giờ con đứng ở đây, đưa con đưa hai tay. Được được, tôi mập quá, thôi. Rồi được rồi đó, dây vô, cúi quẹt. Nhẹ thôi. Dị lễ, tam lễ, tứ lễ, rồi cô dây qua nội bà nội. Dị lễ, tam lễ, tứ lễ, dây dở ra bạn kia. Dị lễ, dây hướng quý ông, gạt đầu hai cái. Quý ông, nhất lễ, dị lễ, dây qua quý bà, nhất lễ, dị lễ. Rồi con đứng nó xong, bây giờ là cháu dân lụ, dân cho ông bà hiểu tìm. Kính mời ai là ông bà của cháu Trúc Ly xin bước lên trên để cho cháu dân ly vụ lễ. Thôi trân trọng kính mời bà ngoại. Ly nè, ông Bảy dặn con sau khi bà ngoại cầm cái cung rượu của con dân uống xong, con phải tạ lễ gật đầu hai cái. Con gật đầu hơn bọt quá nữa, qua bệnh như vậy là không hay à. Rồi mời con dân rượu cho bà ngoại. Cô dâu, đưa hai tay kính chỉnh, đưa hai tay. Dịnh ví dụ quay ra đây, cô dâu quay ra đây. Quay ra đây. Ngoại ơi. Ngoại, nhìn đây ngoại. Ngoại ơi, ngoại, ngoại nhìn cái màn ảnh nha ngoại. Rồi, ngoại uống rượu luôn đi. Ngoại có
con đưa cho cô dâu nước ngoài. Cô dâu mua kẹo mạnh nha. Đưa cho cô dâu ngoài ơi, ngoài chú đây con cầm lên, con cầm đưa cho ngoài cầm ngoài điểm đây. À nhìn đây nè cô dâu. Ngoài quay đây nè ngoài, nhìn má con kìa. Rồi. Ôm hôn ngoại cái nha cô dâu ơi, ôm hôn ngoại cái. Bác trên cái cổng kính mời ai là bác của cháu Lưu Ly, ai là bác cháu của cháu Trúc Ly xin mời bước vào trong. Dạ dạ thưa anh, nếu mà ngồi chung là chỉ một người nữa thôi. Cô dâu, quay lên trước rồi con nhớ là bác uống rượu con cũng không gặp đâu, ăn cái với có quà nha con. Có quà không bác ơi, chuẩn bị bác. Rồi kính mời bác xui. Ăn cho bà bác trai trước rồi kế là con cái tuần sau là đưa cho bác gái. Bác dịch đi được. Rồi rồi con tên. Rồi hai bác trai, bác trai bác gái cùng đi. Nhớ gặp đầu hai cái thì con. Rồi vậy đó ok. Rồi xong hai bác đứng lên con chụp màn hình các. Rồi. Rồi mời hai bác về vị trí cũ. Ở trang trọng kính mời bác xuôi kế. Quay ra đây nè cô dâu, quay ra đây. Rồi. Quay đây nè cô dâu ơi. Rồi đó hai chị em cũng lý coi. Nhìn đây cô dâu ơi, cô dâu. Rồi cô dâu nhìn nè. Rồi gặp đầu hai cái đi con, uống rượu xong rồi con. Và hai cô đứng lên con chụp. Rồi dạ xong. Rồi trân trọng kính mời ai là chú bác cậu vợ dì dượng của cháu Trúc Ly xin bước vào trong để cho cháu nó dâng ly dụ lễ. Rồi chị ơi. Rồi nhìn đây cô dâu, nhìn đây cô dâu. Rồi đứng chung đi. Đây chị ai hả? Rồi anh hai đâu? Không có. Không có. Rồi đi sắp rồi. Rồi anh hai vô chưa? Rồi chị ơi đứng chung vô chụp hình nha chị. Rồi nhìn đây cô dâu, nhìn đây. Rồi. Đỡ phải không? Cô dâu không, đúng rồi. Cô dâu phụ, đúng rồi. Rồi nhận đi rượu đi. Rồi, con nhận đi rượu nó đưa cho chị dâu. Rồi, hai bạn uống đi thôi. Uống hết đi nha. Rồi, gặp đầu hai cái chút đi. Rồi chị dâu với chị anh có ngoài chưa? Có rồi. Rồi đứng chung cho anh chụp hình đó.
Rồi sáng cho đi đâu? Rồi đây một hai rồi. Lần hai người đi cho đẹp. Hai người, người nữa đi, người nữa đi. Rồi, rồi. Rồi đứng chung cho chị đây, đứng chung cho chụp hình. Rồi, cô giáo phụ đứng sát vô. Rồi, cô giáo phụ. Rồi, cho hai cháu gái nhỏ đứng vô luôn. Đứng vô giữa đó con rồi. Nhớ gặp nào hai trái chung đi. Vừa vừa thôi quá. Rồi, đứng chung cho chụp hình. Rồi, đấy, nhìn mái chú rồi đó. Nhìn đây. Rồi. Trân trọng kính mời hai chị kế tiếp. Rồi có cháu trai vô luôn. Ờ đó vậy nó đúng. Rồi quay 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 chúng nè. Rồi. Cháu này cháu gái sát vô cô dâu. Cười đó con ừ. Cười. Dạ dẫn anh. Trai quý. Dẫn quay ra kìa quay ra. Cái chí đưa tao luôn mày. Rồi đứng sát luôn. Rồi. Rồi trân trọng kính mời ai là chị xin bước vào trong. Rồi con sát sát vô con. Ừ, rồi cháu mà mặc áo ra đó nó sát sát vô. Rồi uống rượu luôn uống rượu. Rượu lên đây nè. Rồi đứng đứng chung vô chụp hình cái này đi ra. Rồi nhìn đây nè hai bé ơi. Xuống nè một hai ba rồi. Rồi nhớ đi nè. Rồi chờ cháu đâu. Ơi. Nấy. Hai ly nha. Hả? Uống hai ly hỏi đứng kế cô dâu phụ đứng rồi hai ly. Dạ anh đứng chung vô chụp hình nha anh. Dạ. Rồi nhìn đây nè họ ta. Rồi tao nấu cơm rượu. Hai tay tôi xuống. Đưa cho cha. Cô dâu dịnh đi rượu đó cô dâu. Đưa cho cha trước đi. Rồi thế con đi uống rượu nữa. Con đi ra cho mẹ. Đây là con non thanh thành hữu tượng của con. Đúc ra là con đó là phải lại chứ không có chế. Nhưng mà cái này cha mẹ con là chế. Hai bà cũng đi đó. Hai con sau khi cha mẹ uống xong con gặp đầu ai thấy để tạ ơn. Rồi cô dâu ôm hôn mẹ cái cô dâu ơi. Rồi bước qua bên kia hôn ba cái để ổng không bì. Con hỏi người có chồng già cho thêm không? Rồi. Anh của cháu Trúc Ly xin bước vào trong nhà cho cháu dân Ly ngủ lại. Kính thưa quý bà, kính thưa chú bác cậu vợ cô dì, trước khi kết thúc tôi xin kính chúc gia đình của Hoàng bước sang năm cũ sắp sang năm mới, chúc làm ăn tấn tài tấn lộc tấn bình an với cô dâu, chúc được trăm năm hạnh phúc sống đến răng long tóc bạc xanh con nối cháu. Và trước khi kết thúc tôi xin kính thỉnh quý tộc quý ông quý bà cô bác anh chị cậu vợ dùng một cái trà do ông bà nữ chủ ông tổ chức, xin trân trọng kính mời ba giùm con.
ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm manh. Rồi mình xin khóm trúc xin trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Bằng tình không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều.